Xin chào quý các bác anh chị, xin chào các bạn. Trong suốt một thời gian qua thì làm bận rất là nhiều công việc cho nên làm không thể đăng video lên YouTube cho bà con mình xem được. Một số công việc rất là quan trọng trong thời gian qua đó là làm nghiên cứu về các loại thảo dược ở núi rừng. Vậy thì hôm nay thì cũng có chút thành quả rồi bà con, có rất nhiều thảo dược hay có thể giúp cho bà con mình nâng cao sức khỏe cũng như giúp cho bà con mình điều trị một số bệnh rất là hiệu quả nếu như bà con mình sử dụng đúng liệu trình. Một vài ngày tới đây thì Lâm sẽ có nguyên liệu để chia sẻ chi tiết cho bà con mình. Trong nội dung chính của cái video này thì Lâm muốn cập nhật cho bà con mình những cái hình thức sinh trưởng phát triển, hay nói chính xác hơn thì đây chính là những loại thảo dược mà Lâm mong muốn bà con mình nên trồng ở vườn nhà, vì những loại thảo dược này thì rất là hữu ích trong cuộc sống của chúng ta. Sau đây là một số hình ảnh mà Lâm nghĩ bà con mình cần quan sát thật là kỹ, và nhất định bà con mình nên tìm cách để sở hữu những cái loại thảo dược này ở trong gia đình. Rồi, ngay bây giờ thì Lâm xin mời quý các bác anh chị và các bạn mình chúng ta cùng quan sát những cái loại thảo dược mà hôm nay Lâm chia sẻ với bà con nha. Đây chính là cái loại thảo dược đầu tiên Lâm muốn mang đến cho quý các bác anh chị và các bạn mình. Đây là cây cà gai leo này, hoa trái. Bà con mình nên chú ý cà gai leo này thì nó có hai loại nha bà con, loại cây và loại dây. Loại này là loại dây. Loại này sẽ rất là phù hợp cho những người bị suy giảm chức năng gan hoặc là rối loạn chức năng gan cũng như các bệnh về gan. Lâm sẽ để cái đường link của cái video mà Lâm chia sẻ chi tiết về nguyên liệu cà gai leo này cho bà con mình trong các phần mô tả. Bà con mình có thể vào đó để xem chi tiết hơn ha. Trong video này thì Lâm chỉ điểm danh những cái loại thảo dược mà Lâm nghĩ bà con mình nên trồng ở vườn nhà. Đây, trái chín của nó nè bà con. Trái của nó chín. Trái của nó sẽ to hơn nha bà con. Nếu như bà con trồng ở nơi mà nó có dinh dưỡng tốt thì nó sẽ to hơn. Và đây là trái sống của nó nè, hoa của nó. Nó là một dạng dây leo. Cây này rất tốt cho những người đang mắc các chứng bệnh về gan. Bà con có thể nghiên cứu kỹ trong cái video Lâm chia sẻ. Tiếp theo thì Lâm xin chia sẻ cho bà con mình về hình ảnh của cây mảnh cọng, cây xương khỉ. Một cái cây trị bệnh gãy xương cũng như là các chứng bệnh khác rất là hay. Ai bị viêm xoang thì dùng cho Lâm những cái ngọn non như thế này. Một lượng vừa phải thôi. Rửa sạch, giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt, nhỏ vào mũi. Chúng ta nhỏ từ bên nha bà con. Đó. Đây, cây này cũng sắp có hoa rồi. Hoa nó sẽ mọc ở đây. Đặc biệt thì cây này rất là nổi tiếng khi bà con mình dùng để điều trị gãy xương, liền xương rất là nhanh. Và link của video để giúp cho bà con mình kết hợp giữa cây mảnh cọng này với một số nguyên liệu khác để điều trị gãy xương thì Lâm cũng để trong các phần mô tả của cái video này. Bà con mình có thể vào xem. Cây này chính là cây biềm biệp đó bà con. Biềm biệp, mảnh cọng hay là xương khỉ chính là nó. Cây này rất nổi tiếng. Những cây như thế này thì Lâm nghĩ bà con mình nên trồng ở vườn nhà. Phát triển rất là dễ nha bà con. Lâm trồng giờ phát triển rất là tốt rồi. Tiếp theo thì đây là một cây rất nổi tiếng. Nếu như bà con mình là khán giả thường xuyên của kênh Phan Lâm Vlog, cây này chính là cây xương rồng diệp long. Đây, bà con mình có thể quan sát chi tiết đó, về cái phần thân của nó. Cây này thì Lâm đã có rất nhiều video nói về tác dụng của loại cây này. Nhất định bà con mình phải xem được cái video này. Vậy thì link nói về chi tiết tác dụng của cây xương rồng diệp long thì Lâm cũng để trong cái phần mô tả của cái video này. Bà con mình có thể vào để xem ha. Lúc trước thì Lâm mua cây giống thì rất là nhỏ. Hiện tại bây giờ cây rất là to rồi nè bà con. Bây giờ thì Lâm có thể tiến hành cắt ra từng đoạn ngắn ngắn. Lâm nhân giống và Lâm chia sẻ giống cho bà con mình. Ai cần thì có thể để lại ý kiến mình trong phần bình luận của video này. Lâm sẽ đáp ứng nhu cầu của bà con.
cây rất là to, rất là mập luôn, hai cây luôn. Đó. Làm có giống thì làm gì chia sẻ cho bà con mình thôi. Bà con quan sát kỹ ha. Một cây có hoa rất là đẹp mà lại tác dụng cực kỳ quý. Đó. Bà con mình cần thiết phải có cây này trong gia đình bởi vì tác dụng trị bệnh của nó. Tiếp theo thì làm muốn chia sẻ với bà con mình một loài cây trị bệnh xương khớp ha, làm khỏe xương khớp. Cây này thì có thể bà con mình, một số người thì không biết, một số người thì sẽ biết. Vậy thì tên cây này Lâm sẽ để trên màn hình để bà con mình tiện theo dõi ha. Và link của cái video nói về tác dụng chi tiết của cái cây thuốc này thì Lâm cũng để trong cái phần mô tả của cái video này luôn. Cây này bà con mình có thể đã biết nếu như bà con mình đã từng xem kênh của Lâm. Cây này rất là hay. Đây, bà con mình xin giống và Lâm đang nhân giống. Một thời gian nữa thì Lâm có giống thì Lâm sẽ gửi tặng cho bà con mình. Cây này điều trị gãy xương nha bà con. Gãy xương, mẻ xương, rất là hay. Rồi, đến đây. Cây này cây thiên niên kiện, một cây cần thiết cho mọi người, đặc biệt là người già. Đây, cái phần cổ của nó đây bà con. Cây thiên niên kiện làm chắc xương cốt, điều trị các bệnh về xương khớp cực kỳ hiệu quả. Thường trong các cái bài thuốc điều trị xương khớp cho bà con mình, các thầy thuốc thường cho cái vị thuốc thiên niên kiện này vào bởi vì tác dụng của nó rất là hay. Tiếp theo thì Lâm muốn mời bà con nhà quý cô bác anh chị và các bạn mình xem cái hình thức sinh trưởng và phát triển của cây bầu đất. Tên gọi khác của nó chính là kim thắt tai. Cây này điều trị các bệnh về viêm son, viêm mũi rất là hay và rất là nhiều các tác dụng khác. Lâm đã có rất là nhiều video chia sẻ về loại cây này. Đây, phát triển rất là tốt. Bà con mình có thể dùng những cái ngọn non như thế này, chúng ta làm rau chúng ta ăn cũng được. Nhưng nếu như bà con mình bị viêm son thì chúng ta chỉ cần dùng nửa lá như thế này thôi. Chúng ta dò nhuyễn, chúng ta nhét vào mũi, chúng ta hít. Thì như thế cũng giúp cho bà con mình giảm được triệu chứng của bệnh viêm son rất là tốt rồi. Bà con nếu sử dụng đều đặn cái lá bầu đất này đối với những người bị bệnh viêm son thì gần như bà con mình sẽ giảm được triệu chứng rất là nhiều. Và trong một cái thời gian ngắn thì có thể bà con mình sẽ điều trị gần như là khỏi được cái bệnh viêm son của bà con mình. Đối với những cái bệnh viêm son mà mãn tính mà lâu năm á, thì đều cần thiết chúng ta phải điều trị lâu dài. Tiếp theo thì chúng ta phải điểm danh qua một cái cây cực kỳ quý hiếm, đó là cây sáo tam phần. Cây này thì nếu như bà con mình vào Google search tác dụng của nó thì bà con mình sẽ biết được một cái tác dụng cực kỳ hay. Lâm cũng đã có dịp chia sẻ chi tiết về tác dụng của loại cây này. Bà con mình nhất định phải xem được cái video này. Link video này Tâm để trong phần mô tả của cái video này. Bà con mình nhớ vào xem tác dụng của cây sáo tam phân nha. Xem một lần để chúng ta biết được tác dụng của nó và chúng ta có quyết định nên sở hữu nó trong gia đình hay không. Lâm nghĩ sau khi xem bà con mình sẽ tìm cách mua cho bằng được cây sáo tam phân này. Bởi vì tiền của bà con so sánh với tác dụng trị bệnh của cây sáo tam phân thì nó rất là nhỏ và rất là rẻ. Tiếp theo thì Lâm muốn chia sẻ với bà con mình hai loại cây nữa. Hai loại cây mà nhất định bà con mình phải biết được chi tiết về hình ảnh cũng như là tác dụng trị bệnh của nó. Đầu tiên, đó là cây sả đen. Đây chính là cây sả đen, giống sả đen Hòa Bình mà Lâm đã nhân giống thành công. Về hình ảnh thì ở đây Lâm có là hoa nè. Đó. Trái nè. Trái này sắp chín rồi nè bà con. Đó. Cây này rất nổi tiếng. Nếu như bà con mình muốn biết thêm chi tiết về tác dụng điều trị bệnh của cây sả đen này thì bà con hãy vào phần mô tả của cái video này, bà con mình nhấp vào cái link tác dụng trị bệnh của cây sả đen thì bà con mình sẽ biết. Sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ để cho bà con mình quan tâm đến cây sả đen này. Rồi, điều cuối cùng trong cái video này thì Lâm muốn gửi đến cho bà con mình, đó là một loại cây có thể giúp cho bà con mình phòng được loãng xương
và điều trị các cái chứng về xương khớp cực kỳ hay. Bởi vì cây này chính là cây sẽ giúp cho bà con mình tái tạo được xương khớp. Bà con mình quen không ạ? Cái này quen đúng không bà con? À, tên của nó thì Lâm sẽ để trên màn hình để cho bà con mình tiện theo dõi ha. Và video nói về tác dụng chi tiết nhất của loại cây này cũng như là cách dùng thì Lâm sẽ để trong phần mô tả của video này. Đây là một cái video đánh dấu sự trở lại của Phan Lâm Vlog trên nền tảng YouTube. Và Lâm cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để có thể ra được điều đặn video để cho bà con mình xem. Nhân dịp này thì Lâm cũng mong bà con mình thông cảm cho Lâm ha. Rồi, đến đây thì Lâm xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn mình trong những cái video tiếp theo.